Mai, nghe đồn là hôm nay làm gì mà xích chiếc gì đâu rồi? Đâu rồi? Xích đâu hết rồi? Tháo hết rồi à?
cứ đi đi đi. Đi ủng hộ ông Sô Long hả anh? Ủa?
số 5 là vô chưa? Xong rồi, vừa xong rồi mà đúng không? Lừa mũi.